Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này chúng ta sẽ tham gia danh sách chờ của một cái dự án nữa anh chị nha. Đó là Verion. Đây là cái mảng là ví Web3 anh chị nha. Rồi thì trong cái và cái kèo này chúng ta làm rất là nhanh nha anh chị, không tốn lượng máy và nó khá là nhanh, khoảng vài phút là xong. Trong cái video này thì đầu tiên á, em xin phép nói cơ bản nhất tổng quan về cái dự án, và cái hai là chia sẻ anh chị cái cách đăng ký nha. Cái mùa này là cái mùa downtrend, năm sau là halving rồi, nên nó đây là cái cơ hội để chúng ta tham gia nhiều cái airdrop anh chị ha. Đến giai đoạn uptrend rồi thì nó thì họ mà có cái phân bổ tốc cành airdrop thì nó coi như là khá là ngon luôn á. Rồi bây giờ như thế này nè anh chị, thì Aerop Verion á, họ price thành công là 33 triệu nha. 33 triệu. Thì chúng ta tham gia với lại có cái cơ hội chúng ta nhận thưởng Aerop giống như cái kèo Akam lúc trước hoặc là một số cái kèo khác. Thì cái cách đăng ký như sau, bước đầu tiên là chúng ta nhấp vào cái link đăng ký em để dưới phần mô tả nha. Cái thứ hai nữa là anh chị kết nối với cái ví MetaMask và chọn ETH. Bước 3 rồi tiếp theo là chúng ta điền cái Gmail. Và cái bước 3 là chúng ta follow trên Twitter và Discord anh chị ha. Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ nói về cái dự án á, thì em xin phép nói nè. Chúng ta vào trong cái Twitter giùm em. Sau đó anh chị gõ cho em cái chữ là Verion. Đây nè anh chị. Thì cái dự án của họ là đã có tích vàng ha. Khá là chất lượng anh chị. Đây là thuộc về cái mảng Web3 anh chị thấy không ạ? Đây. Wallet, cái quý Web3, DeFi, NFT, Dapp và kết nối với tất cả các mạng lưới cũng như là cầu nối từ cái mạng lưới này sang mạng lưới khác. Thông tin liên quan á, thì mọi người soi vào chúng ta có thể nghiên cứu thêm giúp em ha, khá là nhiều, mình không thể nào nói hết đâu anh chị. Đây. Rồi. Cái cách đăng ký thì như sau. Nói chung là cái kèo này rất là tiềm năng nha, làm rất là nhẹ máy và rất là ít tốn thời gian của anh chị. Anh chị nhấp vào cái link đăng ký em để dưới phần mô tả xảy ra ha. Cái giao diện như thế này nè. Bây giờ á, chúng ta cần chuẩn bị cho em là một cái ví MetaMask, cái mạng ETH luôn, đúng không ạ? Quả đây em nói luôn ha, anh chị nếu mà xác định làm Aerob lâu dài á, thì chúng ta nên bỏ ra khoảng là 10 đô hoặc là 20 đô chúng ta mua cái đồng ETH. Từ trên sàn chúng ta chuyển về ví này, sau đó chúng ta chuyển sang quý khác, chuyển tất cả các quý luôn đi, để chi ạ? Để cái ví của chúng ta có cái lần giao dịch trên cái mạng Ethereum, để sau này có rất nhiều cái kèo họ bắt buộc chúng ta cái ví chúng ta phải có giao dịch để họ xác thực cái ví đó là ví thật anh chị nha. Nên là chúng ta phải có cho em nha. Còn cái này á, kèo này thì họ không cần là cái ví đã có giao dịch, chỉ cần có cái ví và cái mạng ETH thôi. Anh chị nhấp vào cái link rồi sẽ đến cái giao diện như thế này. Mình có thể nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ dịch nè anh chị. Đây. Đầu tiên á, ở trên cùng chúng ta sẽ thấy cái mục là kết nối ví. Ở đây có hai cách. Một là chúng ta kết nối ví theo cái dạng thủ công, hai là theo tự động. Anh chị nhấp vào cái mục kết nối ví nè. Ở đây chúng ta sẽ chọn cho MetaMask nha. Sau đó chọn MetaMask nè. Sau đó chọn cái ví. Chúng ta liên kết chủ động á, tự động á, thì chúng ta cần phải là xác nhận ký anh chị nha. Em sẽ mở cái ví lên. Ở đây anh chị sẽ thấy cái thông báo nè. Em sẽ nhấn cái này tắt đi. Chúng ta chờ khoảng vài giây sẽ có cái thông báo là kết nối ví nha. Còn nếu mà trường hợp không có á, thì anh chị vào ví xong chúng ta nhấp vào cái mũi tên lên xuống nè. Chúng ta chọn cái mục nhận nha. Nhớ lại cái mạng ETH giùm em nha. Rồi chúng ta chọn sao chép nè. Sau đó anh chị trở về đây nè. Chúng ta chọn cái mục nhập thủ công nè. Chúng ta dán cái địa chỉ vào. Anh chị ha, có hai cách chúng ta làm cách nào cũng được. Sau đó nhập cho em cái email thì chúng ta sẽ lấy cuốn sổ ra ghi cho em nha. Verion, Wallet, Web3, danh sách chờ. Nhập email, nhập cái địa chỉ ví
của quý nào đó ghi rõ ra nha. Sau này chúng ta vào chúng ta còn nhận top cành đó. Sau đó nhấp vào cái mục tham gia giùm em nha. Nhấp vào cái ô vuông nè. Xác minh không phải là bot anh chị. Đó. Như vậy là chúng ta đăng ký xong. Em đang ở cái vị trí là 535.264. Ở đây em được 30 điểm. Bây giờ chúng ta cần phải làm cái gì? Ở đây có cái phần chia sẻ. Anh chị có thể chia sẻ qua Twitter luôn. Đó là một nè. Cái thứ hai nữa chúng ta chia sẻ qua Telegram. Ha. Ví dụ như vậy là hai. Rồi, ở đây có cái link sao chép, chúng ta nhấp vào một sao chép này nè. Anh chị có thể chia sẻ qua Zalo hay là qua các nền tảng khác nha. Đó, đó là cái link của em. Còn anh chị sẽ có cái link khác. Ở đây á, là chúng ta cần phải liên kết với hai cái nữa là liên kết với cái Discord, tức là bắt quà đó. Hay là theo dõi trên Twitter thì anh chị nhấp vào cái mục liên kết với bắt quà giùm em ha. Nhấp vào cái mục là nhận lời mời nè. Discord anh chị chưa có thì chúng ta tạo nha, nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta chọn cái mục chấp nhận lời mời ở đây. Đó. Rồi, ở đây chúng ta có thể nhấp vào cái mục như là nghe đi, ví dụ vậy tiếp theo. Rồi, chúng ta nhấp vào mục đồng ý và hoàn tất nè. Thì chúng ta tham gia cái này chúng ta sẽ nhận được điểm đó nha anh chị nha. Đó. Rồi, chúng ta sẽ gõ cái chữ là hai tem đi anh chị. Để cho có tương tác đó mà. Rồi, chúng ta quay trở lại. Quay trở lại. Ở đây nè anh chị thấy không ạ? Em sau khi liên kết với Discord xong là em được 40 điểm. Ở đây chúng ta nhấp vào cái mục là theo dõi Twitter. Thì em đã theo dõi rồi, anh chị thấy nè. Còn chị chưa thì chúng ta có thể nhấp vào theo dõi và like vài cái ha. Đó, như vậy là em được 50 điểm. Cơ bản như vậy. Ở đây chúng ta có thể đăng sức nè. Ở đây anh chị có thể tạo nhiều cái nick nha. Nếu như mình có nhiều Gmail mình cứ và nhiều quý chúng ta cứ làm nên chị. Đó. Thì sau này chúng ta được mỗi quý, thí dụ như vài chục đô hay là vài trăm thì chúng ta gom lại cũng ngon ha. Nói chung là mình tham gia cái này là chúng ta sẽ có cơ hội nhận được Airdrop trong tương lai nha. Anh chị có thể chờ là vài tháng, thậm chí là cả năm luôn. Nó cũng giống như chúng ta đầu câu trên các app thôi. Rồi chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải này. Chúng ta chọn cái chữ là mở trong trơm giùm em nè. Rồi sau đó anh chị có thể nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải. Chọn cái chữ là thêm vào màn hình chính nha. Chúng ta sửa lại, chúng ta để là Yerion. Quay lại đi. Hoặc là để không như vậy cũng được. Thêm. Đây, nó sẽ xuất hiện trên màn hình anh chị. Đó. Rồi chúng ta trở về cái Twitter ha. Anh chị có thể join vào hai cái chỗ cái link này nè, cái trang web của họ nè. Đây. Quý web 3 thông minh và xã hội khám phá, quản lý và đầu tư vào DeFi NFT trên bất kỳ chỗ nào trong một quý. Quý này có cậu nói luôn anh chị, khá là hay ha. Bây giờ á, em nói luôn, anh chị nào mà muốn tạo cái quý thì chúng ta sẽ làm như sau anh chị. Anh chị nhấp vào cái mục là ứng dụng Android nè. Cái link tải quý em cũng để dưới phần mô tả luôn nha. Anh chị nhấp vào cài đặt. Cái quý này em thấy nó khá là đa tính năng luôn. Anh chị có thể dùng cầu nối để chúng ta nối từ cái swap từ cái đồng cái mạng ETH sang là Polygon, ví dụ như vậy. Anh chị nhấp vào mở cho em nha. Nhấp vào get sa nè. Ở đây á là có một số mục, ví dụ như renew và vải lạch là anh chị tạo cái quý mới. Còn nếu anh chị không muốn á, chúng ta liên kết với cái quý của chúng ta luôn á, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục connect ở wallet. Chúng ta sẽ liên kết với cái quý hồi nãy nha. Cho nó đơn giản luôn anh chị. Chúng ta chọn nè.
À chị, à, cái này để em tắt nó một cái. Ở đây chị sẽ liên kết nha. Em sẽ thoát ra em làm một lần nữa nha anh chị. Đó, chị nhắc vào có một kết nối nè. Giờ anh chị có thể sử dụng bên cái ví MetaMask của anh chị hoặc là cái ví bên đây đều được nha. Hai ví là một nha anh chị. Ở đây anh chị thấy nè, thì ví em có là như đây. Anh chị nhắc vào có một Explore đây bên đây ha. Nó có rất nhiều cái thông tin cho chúng ta luôn. Đây nè. Action ở đây thì chúng ta có cái mục swap này kia hang bright này anh chị thấy không ạ? Đó, chúng ta có thể chọn swap từ cái mạng này sang cái mạng khác. Ví dụ như vậy anh chị ha. Đó. Rồi, chúng ta vào cái trình duyệt nè. Ở đây chị có thể dán bất cứ cái link trình duyệt nào để chúng ta có thể là liên kết vào. Cái mục setting này thì ở đây nó cũng có cơ bản như vậy thôi. Đó. Rồi anh chị tham gia sớm nha, để chúng ta có cơ hội nhận được Airdrop trong tương lai anh chị. Và đã huy động được hơn 33 triệu ha. Thời gian tới em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị về cái nền tảng này.